sao đốm đi học về mà không chào ba vậy con? Dạ, thưa ba, con đi học mới về. Ba ngoại bị bệnh, cho nên mẹ con qua chăm sóc cho ba mấy ngày. Thôi, con lên cất tạm rồi phụ ba nấu ăn nè. Dạ. Hai cha con mình sẽ vất vả rồi đây. Ui, đông quá. Đúng, đưa cho ba hũ đường đi con. Đông quá anh. Muối, nước mắm. Dạ. Bột ngọt. Nè ba. Bột nêm nữa. Xong rồi. Xong rồi, dọn bàn đi con. Con mời ba ăn cơm. Mặn quá ba ơi. Thôi, con ăn món khác đi. Ba ơi, canh chua quá. Không có mẹ ở nhà thiệt là khổ. Thôi, ráng đi con. Ngày mai chắc chắn ba sẽ nấu ngon hơn ha. Dạ. Bây giờ ba phải đi giặt đồ, đốn đồ rác giúp ba, rồi lên dọn dẹp phòng của con luôn nghe. Dạ. Giờ mình đã biết hàng ngày mình phải vất vả như thế nào. Thương mẹ quá. Từ hôm nay trở đi, mình hứa sẽ cố gắng giúp mẹ làm việc nhà. Ủa, ba không có ở đây. Chắc là lái xe bay đi đâu rồi. Ồ, đây là sản phẩm thí nghiệm mới của ba nè. Xài thử xíu chắc không sao đâu ha. Ủa, cái ghe biến mất rồi. À, đây chính xác là khẩu súng tàng hình rồi. Vậy thì yeah! Mà như ma đuổi về tay to. Đúng rồi đó, trong nhà mình hình như có con ma. Trên đời này làm gì có ma chứ. Có thiệt mà, không tin bạn vô coi thử đi. Đúng là con gái nhát như thỏ đế, nắp sau lưng mình nè. Đâu, con ma đâu, ra đây biểu coi. Thấy chưa, làm gì có con ma nào. Ồ, hình như súng tàng hình hết tác dụng rồi. Thì ra là bạn hả đốm. Bạn có biết là bạn dở như vậy không có vui đâu nha. Sao mấy bạn làm dữ vậy?
Nếu lúc nãy mình sợ quá chạy ra đường, không va trúng bụng bự mà va trúng xe tải thì sao? Thôi mình xin lỗi, mốt mình không phái gì nữa đâu. Cho chừa cái tật đáy máy đồ của người khác nữa nghe. Ê, tay to đang bưng sách nặng quá kìa. Quá phụ tay to đi. Tay to, để mình phụ bạn cho. Ồ, cảm ơn bụng bự nha. Mà chồng sách nặng lắm, mỗi người bê một ít nha. Trời ơi, chuyện nhỏ, chút xíu sách này làm sao làm khó được bụng bự lực sĩ được. Nghe heo. Ồ, ghê, không ngờ bụng bự khỏe ghê nha. Bình thường thôi, như đây đã là gì với mình đâu. Vậy, mày có giỏi thì đeo thêm cái ba lô đầy sách nữa đi. Khỏe ghê. Cũng thường thôi. Vậy bạn có dám thi sức với mình không? Thi luôn, mình sợ bạn hả? Cơ bắp như vậy mà bạn cũng đòi thắng nữa hả Đơm? Thi đi rồi biết. Bắt đầu. À, hay quá, bụng bự khỏe quá. Ở khu này ta là mạnh nhất. Xí, cỡ bạn mà đòi mạnh nhất hả? Chứ còn ai có thể nâng được cục đá nặng gấp 2 lần trọng lượng cơ thể của mình được. Bạn có tay to hay là bò vàng? Vậy chắc bụng bự mạnh nhất thiệt rồi đó. Xí, hẹn bạn chiều nay ở đây, mình sẽ cho bạn gặp người mạnh nhất khu này. Ừ, được, mình sẽ chống mắt lên xem. Sao rồi đó, người mạnh nhất của bạn đâu? Đây nè. Con kiến nhỏ xíu như vậy mà đòi mạnh hơn mình. Mắc cười quá đi, nó nâng cuốn sách còn không nổi mà đòi mạnh nhất khu này sao? Loài kiến là loài có sức mạnh phi thường, có thể nâng vật nặng gấp 5.000 lần cơ thể của nó. Vậy thì sao? Nó cũng đâu có nâng được cục đá to như mình. Nếu một con kiến có kích thước bằng một con người thì... Trời, mạnh dữ vậy. Thế nào, có muốn nói với con kiến không? Thôi, mình chịu thua. Thôi, đừng buồn. Mình nghĩ qua chuyện này, ai cũng rút ra được bài học cho mình rồi. Đớm thì nên thừa nhận chiến thắng của người khác, như vậy mới có tinh thần thể thao chứ. Còn bụng bự thì nên hiểu rằng núi này cao còn có núi cao hơn, nên phải khiêm tốn và không được ỷ lại. Tụi mình hiểu, hiểu rồi. Dữ quá vậy, mỡ nuôi cực lắm mới được như đây nè. Mà nắng vậy chắc chảy hết mỡ quá. Ai vậy? À, cái quỷ gì đây? Ý, quyển sách của ai đánh rơi đây? Có ký tên Mặt Trời Đẹp Trai, chắc là của ông Mặt Trời nè. Ồ, ngủ rồi, vậy lát mình sẽ đưa cũng được. Đồ xịn thì phải xài thử. Để xem có cái gì hay nào. Cách tạo mây. Bla, cục mây kéo ra. Ý, hay nghe. Ê bụng bự, sao bạn còn ngồi đây? Mai kiểm tra rồi đó. Bạn học bài chưa? Chưa học chữ nào đó. Vậy là bạn còn không lo về học đi. Chắc gì ngày mai kiểm tra. Chà,
để xem khúc nào là khúc gọi bão nè. Cấp báo, bỗng nhiên có một đợt áp thấp nhiệt đới không rõ từ đâu ra kéo vào đất liền. Các cơ quan, trường học được tạm nghỉ để tránh bão ngày hôm nay. Thôi, hôm nay con ở nhà đi, không phải đến trường đâu. Oh yeah, quyển sách đúng là số 1, kêu mưa gọi gió thoải mái luôn, cảm thấy thiệt là quyền lực. Nhưng mà ăn mì gói đỡ nha, tại nhà mình hết đồ ăn rồi, bão như vậy mẹ không có đi chợ được. Ăn mì gói ngán lắm. Bụng bự. Mẹ ơi, mẹ. Khúc nào là khúc tách bão đây ta? Thôi xong, ai cứu mẹ không chơi? Ông mặt trời ơi. Thì ra bụng bự là người nhặt được sách của ta mà không trả. Dạ, con xin lỗi ông. Sau này mà lượm được của rơi thì nên tìm cách trả lại cho người mất ngay. Mượn tạm hay xài thử thì cũng không nên. Chưa hết, nghịch đồ nguy hiểm mà không nghĩ tới hậu quả nữa, mẹ phạt con không được xem tivi một tháng. Con chừa rồi. Ngày nào cũng làm tới làm lui như vậy, chán chết một. Quýt còi 3 hơi là bay cao 15m, quýt còi 2 cái là bay vừa 10m, quýt còi 1 cái là bay thấp. Đồng đội rõ chưa? Dạ rõ. Thỏ nâu ơi, thỏ nâu. Bobby, anh em vào vị trí. Anh đi đâu mà làm kinh động đến chúng tôi? Các bạn có thấy thỏ nâu đâu không? Mình đi tìm em mấy nãy giờ mà không thấy. Quan trọng lắm, các bạn giúp mình đi. Chẳng có chuyện gì quan trọng trên cánh đồng cỏ này cả. Mình đã hứa với ba mẹ em ấy là trông coi em ấy cẩn thận. Giờ thì mình tiêu rồi. Thì sao chứ, không có liên quan gì đến bọn này đâu. Trời ơi, chuyện này quan trọng hơn mà. Thay vì các bạn bay lượn vô nghĩa, các bạn làm việc có ích hơn đi. Hãy giúp mình tìm thỏ nâu nha. Sao chứ, bạn đừng nghĩ chỉ có chuyện của bạn mới quan trọng nha. Chúng tôi ngày nào cũng lao động vất vả, bạn có biết không hả? Sao, sao chứ? Nào anh em, nhiệm vụ của chúng ta là làm gì? Là dự báo thời tiết. Đúng, chúng tôi mỗi ngày đều phải tập trận để dự báo thời tiết chính xác cho cánh đồng này. Vậy mà bạn lại nói chúng tôi là vô ích à? Xin lỗi các bạn, vì mình đang gấp quá nên có lỡ lời. Được rồi, tha thứ cho bạn đó, nhưng bây giờ chúng tôi không thể bỏ nhiệm vụ ở đây được. Cấp báo, chuyện gì vậy anh Minh Nhị? Dạ thưa sếp lão, em đã tìm thấy được thỏ nâu ở phía trái cánh rừng cách đây một đồng cỏ ạ. Vậy hả bạn? Tại sao Minh Nhị biết? Hắn trốn đội ngũ để mai đi chơi đó hả? Sếp lão, tuy rời hàng ngủ là không tốt, nhưng Binh Nhì đã làm điều tốt và giúp đỡ người khác. Được rồi, tha cho Binh Nhì, lần sau còn tái phạm sẽ phạt 100 lần. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Mình đi tìm thỏ nâu đây, không làm phiền các bạn nữa. Chuồng chuồng bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay giữa thì nắng. Trốn ở đâu vậy? Mình sẽ tìm được hai bạn cho mà xem. Cái gì vậy trời? Cái gì vậy ta? Hãy ghi điều ước và xé tôi đi. Kỳ lạ thiệt à.
không biết là cái sách vé đều ướt đó là có thật không ta? Hay là mình ướt thử xem sao? Lỡ nó có thiệt thì sao? Xe đồ chơi loại mới. Đúng rồi đấy con. Cầu được ướt thấy. Thích quá thích quá. Yeah. Sao mẹ buồn vậy? Hôm nay ở chợ hết củ cải rồi. Mẹ muốn làm món gì đó với củ cải. Không sao mẹ, con sẽ giúp mẹ cả một xé củ cải luôn. Trời ơi, ở đâu mà nhiều củ cải vậy nè? Trời ơi, cứu tôi với. Có chuyện gì mà hôm nay đớm vui vậy? Tí nữa hai bạn qua nhà mình chơi. Mình có cái này hay lắm đó. Cái gì vậy? Bí mật. Bạn làm mình tò mò quá. Thích quá, con búp bê đẹp quá à. Bạn cho tụi mình hả? Ở đâu bạn có mấy thứ này vậy? Là nhờ có sách vé thần kỳ này. Nếu bạn muốn có thứ gì thì chỉ việc đi vào đây là có ngay. Mình muốn có thật nhiều đồ ăn. Bánh kem, sô-cô-la. Mình muốn có một đôi giày trượt ba tên xịn nhất. Mẹ bị sao vậy mẹ? Không biết tự nhiên tiền biến đi đâu mất. Mới hồi nãy quá trời mà bây giờ thì trời. Nhà có trộm hả mẹ? Không phải là trộm đâu. Mẹ đang mở tủ tiền ra định lấy tiền thì tự nhiên nó biến mất trước mặt mẹ. Lẽ nào là... Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của siêu thị không gian chúng tôi. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của siêu thị không gian chúng tôi. Hả? Thì ra là Đốm đã mua hàng mà không biết. Tưởng đâu được ông Phục cho đều ước chứ. Đốm! Tại sao cô dám mua một đống đồ chơi công nghệ mà không xin phép mẹ? Con sẽ biết tay với mẹ. Nguy rồi, mẹ mình lên. Giờ sao đây? Cầm cái kế, trốn lên thùng xanh. Bình gớm đẹp quá. Bạn mua ở đâu vậy Đốm? Ở dưới đất này, mua không có đâu. Bình gớm này là từ sau kim đó. Chỉ có một bình duy nhất thôi. Cho mình xem với. À, trời ơi. Đốm ơi, cho mình xin lỗi. Khoan đã, có cái gì nè? Ồ, một cái bản đồ có chỉ đường nè. Có khi nào là bản đồ kho báu không? Chỉ có một cách để biết. Đi lên, hành trình tìm kho báu vũ trụ. Bây giờ mình đi đường nào hả Đốm? Mày có giùm mình đi. Đường đi không khó lắm, nhưng mà ở đây ghi là cẩn thận nguy hiểm nè Đốm. Đi tìm kho báu tất nhiên là phải nguy hiểm rồi. À, à, có chuyện gì vậy? Vậy? Các cáo đang đi tìm kho báu chứ gì. Ôi trời, hãy tập kỳ đó, mau chạy đi. Nguy hiểm quá à, mình về thôi đó. Không được, tới đây rồi thì phải lấy kho báu cho bằng được. Nhanh nhanh, chú kia, bọn ấy ta. Chạy đâu lẹ nhẹ hả mấy chú em? Ta đã sớm biết nơi này chứa kho báu rồi. Vậy tại sao ngươi không đi lấy đi, còn bắt bọn ta làm gì? Vì hòm kho báu chỉ mở ra cho những đứa trẻ ngoan, mà ta thì chắc chắn không phải là trẻ ngoan rồi. Nãy mình làm bể cái bình, lại tham ăn tham ngủ nữa, chắc chắn không phải trẻ ngoan rồi. Mình để các bạn cho tình huống nguy hiểm và ích kỷ cá nhân, chắc chắn không phải chỉ ngoan. Mình hả? Mình không muốn bỏ tí nào. Ý, là ông Bụt. Ta hy vọng qua hôm nay các cháu đã có được bài học cho chính mình. Tự nhận thức bản thân chính là một bài học quan trọng.
Chiếc hộp kho báu chỉ là một thử thách để cho các cháu nhận ra được bài học này mà thôi. Quả là một chuyến hành trình thú vị. Ôi chà, đói bụng nữa rồi. Mình cũng hơi đói, đi kiếm gì ăn đi. Ý, đúng rồi đó, hôm qua đi siêu thị mình có nhận được tờ khuyến mãi này nè. Khuyến mãi 50% bắp rang tại mặt trăng. Wow, giảm giá tới một nửa luôn. Sướng vậy, đi liền luôn đi. Oh yeah, bắp rang bơ là bắp rang bơ. La 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 la. Ngồi xuống đi bụng bự, đứng lên xe nguy hiểm lắm đó, đừng tới rồi nè. Wow, cho em một phần bắp rang siêu bự luôn. Hả? Hả? Có gì mà bạn ngạc nhiên vậy? Trời ơi, quái vật bắp rang. Vậy là tụi mình trúng kế của hắn rồi. Xin chào quý khách. Ồ, chú có phải là... Ừ, đúng rồi, chú từng là quái vật bắp rang, chuyên đi làm đủ mọi chuyện xấu trên đời. Nhưng mà chú giải nghệ rồi, bán bắp sống lương thiện thôi. Mấy cháu ăn gì nè? Chà, tin được ông ta. Ai cũng có lúc phạm sai lầm. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người dạy lại mà. Vậy thì cho 3 phần bắp rang siêu lớn với bơ, kem vani sữa gà cho chú. Tới liền. Xin chào chiến hữu. Lâu quá không gặp, lúc này làm ăn khá không? Cũng được à. Hai anh ăn gì không? Thôi khỏi, tụi này không thích ăn bắp. Tụi này tới đây để rủ chú em đi làm phi vụ mới. Ừ, dạo này tôi bỏ nghề rồi, sống lương thiện vui hơn anh ơi. Nhìn nó nè anh hai, một thời dữ dội lắm mà giờ đi bán bắp đó. Phá bành cái quán này cho anh. Cho mình thấy luôn. Mấy anh làm gì vậy? Bỏ hết đồ đạc trong quán người ta rồi. Dù ngày xưa chú bắp rang có làm việc xấu, thì bây giờ chú cũng đã nhận sai và làm ăn lương thiện rồi đó. À, thằng nhóc lớn gan mà dám dạy đời tao hả? Các ngươi hãy cút ra khỏi đây ngay, đừng để ta nổi giận. Chú ngầu quá. Cảm ơn các cháu đã tin ở chú, đây là động lực lớn nhất để cho chú tiếp tục làm người lương thiện. Siêu thị nha mẹ. Đi siêu thị làm gì con? Mẹ đã mua tất cả đồ ăn trong tuần và hôm qua rồi. Nhưng con muốn đi siêu thị nữa mà. Sao hôm nay con siêng vậy ta? Con muốn mua đồ chơi mới thôi. Thì ra là vậy. Nhưng mà đồ chơi của con có nhiều lắm rồi mà đốm. Đâu có đâu, con chẳng có gì để chơi hết đó. Vậy mấy cái này là cái gì đây? Nhưng mấy cái này cũ kỹ hết rồi, con thích đồ chơi mới thôi. Mẹ không mua cái gì hết, con dọn dẹp đồ chơi lại ngăn nắp cho mẹ. Ghét mấy món đồ chơi này quá, vừa xấu xí vừa chán nữa, mình không thèm chơi nữa. Mẹ không cho con mua đồ chơi mới thì con cũng không thèm chơi nữa, con bỏ hết rồi đó. Con bỏ thì mẹ sẽ gom hết đồ chơi của con cho hội từ thiện. Biết bao nhiêu bạn nhỏ ở vùng sâu vùng xa còn không có đồ chơi kìa. Chúng ta phải xử lý hắn sao đây? Còn sao nữa, hắn đối xử với chúng ta như thế nào thì giờ hắn phải đền tội như thế đó. Sao? Các ngươi muốn làm gì vậy? Thả tôi ra. Ba mẹ ơi, cứu con với.
bạn. Bình tĩnh, các bạn muốn làm gì? Các bạn ư? Nếu đã là bạn thì không quăng tôi đau điếng, hư hại khắp cả người thế này. Em nữa nè, rớt cả tay luôn. Cái gì bị té, dập tới cái mũi nè. Tôi thì chống đầu đến chống hết cả mặt. Các anh lần lượt xử lý đi, em sẽ đánh bài khúc tiễn biệt cho Du Dương và Hoành Tráng. Yeah, đồng ý. Các bạn ơi, bình tĩnh, nói biết lỗi đó mà. Tại nó không tốt với các bạn thôi. Thì nó chỉ là giấc mơ thôi. Nó đâu rồi? Các bạn đâu hết rồi? Các bạn đâu rồi? Có chuyện gì vậy con? Là các bạn đồ chơi của con. Hôm qua con còn để ở trong phòng, giờ không thấy đâu hết. Con kiếm đồ chơi phải không? Mẹ thấy con không cần nữa, cho nên mẹ cho các bạn nhỏ ở hội từ thiện rồi. Hả? Các bạn sẽ giận con vì con không yêu thương các bạn nữa. Rồi sẽ có các bạn khác sẽ thay con yêu thương đồ chơi thôi. Tặng đồ chơi cho người cần hơn mình là rất đáng quý. Nhiều nơi trên đất nước mình, trẻ em không có đồ chơi, thấy thương lắm. Dạ, con hiểu rồi. Các bạn đồ chơi sẽ hạnh phúc với các bạn nhỏ mới. Chiêu Tường. Ăn ngược lại rồi nè. Chiêu Bí. Không chơi nữa. À, chơi gì kỳ vậy? Tức quá, xíu nữa là thắng rồi. Úi da, đau quá. Mà hồi nãy mình có hơi nóng tính quá không ta? Em bự, đi ra đồi với mình không? Ê, hay á, đi liền. Vậy là mình hất đổ bàn cờ luôn. Mình có nóng tính quá không vậy? Chắc là có đó. Mà cũng sao đâu, một lát về bạn xin lỗi tao to là được. Tại tao không có giận dai đâu. À ha, mà bây giờ mình đi đâu vậy đó? Ba mình nhờ chuyện lá thư này tới cho hành tinh bung bóng. Nhưng là có gì gấp lắm đó. À, vậy thì mình tăng tốc đi nhanh thôi. Không được đâu, phía trước hình như có ủng tắc giao thông rồi. Hả? Trên vũ trụ mà cũng có kẹt xe nữa hả? Có chứ sao. Chà, hàng này hơi dài, chắc phải đợi hơi lâu á. Ôi trời ơi, kẹt gì mà kẹt dữ vậy? Mình vượt lên đi đớm. Không được đâu, mình phải tuân thủ theo luật giao thông chứ. Nhanh lên giùm cái đi. Thôi mà, làm như vậy thô lỗ lắm đó. Mình không quan tâm, chờ nguyên một hàng xe như vậy thì biết chừng nào mới xong. Trời ơi, anh nhìn coi, bà như làm gì rồi bụng bự. Thôi xong rồi. Không biết có ai bị thương không nữa. Úi trời ơi, mấy đứa có bị làm sao không? Có bị thương trầy trụa chỗ nào không? Dạ, tụi con không có sao hết. Mà tại con nó mới xảy ra tai nạn cho mọi người. Đầu đuôi là sao nè? Dạ, là tại con, con nóng nảy và thiếu kiên nhẫn nên nó gây ra tai nạn cho mọi người. Con cảm thấy xấu hổ quá à. Con hãy xem đây là một bài học đắt giá. Nhưng con rất cần sửa đi hành vi nóng nảy của mình. Nếu không, sau này mọi việc con làm đều hỏng hóc và đổ bể hết. Dạ, con nhớ rồi. Mẹ sẽ khen mình cho coi. Đốm ơi, đi chơi thôi. Mình tới liền. Sao lại có khói? Tiêu rồi. Anh đã nói với em là phải cẩn thận rồi mà.
25, 30. Đố ai tìm được ta? Bắt được rồi nha. Trời, vậy mà cũng thấy nữa. Chỉ còn đốm thôi. Đốm ơi, đốm à. Đây là đâu? Vô ích thôi, ta trói chặt lắm. Nào ốc tiêu mà đòi bắt cóc ta. Ta là thú dữ nghe chưa? Đồ yếu xìu. Đồ đáng ghét, chứ mừng hiếp ta. Cứ chửi đi, ngươi sẽ là buổi tối tiệc hảo của ta. Không, thật ta dai lắm. Mẹ ơi cứu con. Một cho thêm muối vô, hai cho thêm muối vô, ba cho thêm chó vô. Chó đớp khóc nhẹ. Tôi cái này cho tội ham chơi nè, dám đi một mình nè. Ôi da, tôi ngươi nên giảm cân nha, cái đồ bập lù. Không, ta hứa mà. Nên ngươi thả ta ra. Không còn kịp rồi nhóc à. Không sao rồi, thôi về nhà nhanh mới được, kẻ bị bắt thật thì chết. Mình đói bụng quá à, sao mẹ chưa nấu ăn vậy ta? Ôi trời, anh xin lỗi em, bây giờ anh đã biết ai là thủ phạm rồi. Cô ơi, cho tụi con hỏi, đốm giờ chưa cô? Bạn ấy làm cho tụi con tìm khắp nơi. Đã tới lúc chúng ta bắt đầu rồi. Bầu trời thật đẹp. Hôm nay là sinh nhật mình. Chúc đón sinh nhật vui vẻ. Này là sinh nhật đơm yêu, này là bao quà mới sinh, này là đơm ta luôn ngoan hiền, luôn luôn dễ thương. Chắc chắn mình sẽ có rất nhiều đồ chơi cho mà xem. Oh yeah. Đơm à, con ở nhà nha, bây giờ ba mẹ ra ngoài và sẽ về vào lúc tối. Tạm biệt con yêu. Ba mẹ không nhớ hôm nay là ngày gì sao ta? À, vẫn còn mà. Alo, đốm hả? Mình bận rồi, bye bye. Chủ nhân có số điện thoại này đã bận ăn tiệc, xin gọi lại sau. Mọi người đã quên sinh nhật mình rồi. Chúc mừng sinh nhật đó. Của cậu nè. Xích qua, xích qua. Một, hai, ba. Tại sao chứ? Tại vì đốm làm cái gì cũng không cẩn thận. Đáng trách hơn là sai còn không nhận lỗi. Đốm biết lỗi rồi, nhưng đốm phải làm sao bây giờ? Hãy tự suy nghĩ đi nha. Sinh nhật vui vẻ nha con trai. Đây là sinh nhật đơm yêu,
Này là bao quà mới sinh, này là đốm ta luôn ngoan hiền. Chúc mừng sinh nhật đốm yêu. Con có tưởng mà người đã... Con xin lỗi vì những chuyện rắc rối đã xảy ra. Con không có cố ý đâu, nhưng không biết sao con quên mất tiêu. Phải như vậy chứ. Nào, bây giờ thì thổi nến đi con trai của ba. Tới coi, hai đứa mình trượt thi đi. Có chuyện gì mà bạn khóc vậy? Mấy ngày nay nắng quá, vườn cà rốt nhà mình sắp chết hết rồi. Ừ, trời nắng quá, ước gì trời mưa được thì hay biết mấy. À, trời mưa rồi, vui quá. Hôm nay bụng bộ có chuyện gì buồn hả? Mấy hôm nay có mưa hoài à, nhưng mình không phơi đồ được. Ừ, mưa hoài cũng chán, ước gì trời nắng thì tốt biết mấy. Trời nắng rồi, đã quá. Hình như mình ước gì đều được thì phải. Trời nóng quá, ước gì có tuyết rơi. Nè. 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 Bây giờ là mùa xuân. Wow. Xuân hạ thu đông, xuân hạ thu đông. Tay to hôm nay bị bệnh rồi con ơi. Đốm đủ bụng bự nha. Mấy hôm nay thời tiết thất thường quá, bụng bự bị sốt rồi con. Trời mưa lớn quá, ba mẹ không về được. Đốm ở nhà một mình mấy ngày nha con. Con không ở nhà một mình đâu, con sợ lắm, con đói lắm. Đốm, đốm. Đốm nghĩ gì mà thường người ra vậy? May quá, nãy giờ đều là tưởng tượng. Sau này mình không dám ước lung tung nữa đâu. Ước gì? À không, không, không có gì. Thôi, tụi mình đi tưới nước cho vườn cà rốt đi. Tới to chờ mình với. Nobita đúng là hậu đậu mà, lúc nào cũng bên trước bên sau. Đốm ơi, xuống ăn cơm con. Dạ. Nhớ tắt tivi nha. Dạ. Ủa, Đốm, sao con không tắt tivi? Dạ, con quên, con chạy ra tắt liền đấy ạ. À, mình nhớ rõ ràng là để trên bàn mà. Chỉ nhớ ơi là chỉ nhớ. Đốm, xong chưa con? Dạ. Tắt kiểu này cho nhanh. Tới lượt kiếm sao vậy? Đốm, không rửa tay hả? Dạ, con quên. Hôm nay Đốm không mời ba mẹ ăn cơm hay sao? Dạ, con quên. Mời ba mẹ ăn cơm ạ.
Mẹ ơi, con đi đá banh với tay ta về bụng bự nha mẹ. Nhớ đội nón nha con. Dạ. Mệt quá. Uống miếng nước đã. Các em chuẩn bị dở bài tập để cô kiểm tra. Chết rồi. Sao vậy đó? Mình đã quên vở bài tập ở nhà rồi. Mời bạn Đốm lên kiểm tra bài tập. Thưa mẹ, con đi học với về. Sao hôm nay nhìn con buồn vậy? Giời, con quên vô bài tập ở nhà. Dạo này chỉ nhớ con có đi lạc hoài. Mẹ hiểu rồi, đi lạc thì mình phải tìm cách quản lý con à. Trí não mà nhồi nhét nhiều quá thì cũng hay quên mà. Dạ, vậy có cách nào để con không quên nữa không mẹ? Mấy hôm nay á con cứ quên hoài à mẹ. Theo mẹ đó thì con phải thường xuyên uống sữa nè. Tập thói quen ghi ra giấy các việc quan trọng nữa. Dạ, con biết rồi, cảm ơn mẹ. Thôi, con cất cặp rồi đi uống sữa đi. Dạ. Mẹ có để ly sữa đậu nành ở dưới bếp đó. Ly sữa trên bàn phải không ạ? Đúng rồi đó con. À, con cho thêm đường vào rồi uống nha. Dạ. Sao vậy con? Con bỏ nhầm muối rồi mẹ. Đốm ơi, mẹ đi chợ. Con ở nhà giúp mẹ nhổ cỏ và lau nhà nha. Dạ. Ôi dạ. Con gà này ở đâu ra vậy nè? Chủ nhân. Đừng sợ. Tôi là gà thần, xin mời chủ nhân ra lệnh. Gà thần? Đúng rồi, tôi là gà thần, xin mời chủ nhân ra lệnh. Ra lệnh việc gì? Việc gì cũng được, việc gì tôi cũng có thể làm hết á. Vậy, bạn thử biến mất coi. Biến mất. Hay quá, biến mất rồi. Gà thần, mau hiện ra. Vui quá, vậy là mình đã có một chú gà thần rồi. La la la. Gà thần, mau lau dọn nhà cho ta. Dạ. Lau dọn nhà. Tuyệt quá. Nấu ăn. Ngon quá. Dọn cỏ. Tưới nước. Bài tập hôm nay khó quá. À, quá. Đúng rồi. Gà thần, hãy làm bài tập giúp ta. Không được. Bài tập thì chủ nhân phải tự làm. Nhưng ta ra lệnh. Không được. Người dám cãi lời chủ nhân hả? Chủ nhân thiệt là lười biếng. Ta không ở đây nữa đâu. Đốm. Gà thần nào con?
May quá, chỉ là mơ. Mẹ ơi, con không dám thừa biến nữa đâu. Siêu thị điện máy đang giảm giá, cho nên ba mua một dàn karaoke tặng cho hai mẹ con. Vậy là từ đây những khi rảnh rỗi thì em có thể hát karaoke được rồi. Yeah, thích quá. Con sẽ luyện hát karaoke mỗi ngày để sau này trở thành ca sĩ. Ủa, ba nhớ là Đốm muốn được trở thành phi công lái máy bay mà. Vậy thì Đốm vừa làm phi công vừa làm ca sĩ luôn. Ừ, sau này làm phi công, còn bây giờ thì phải làm ca sĩ nhí của riêng ba mẹ ha. Không biết là ca sĩ này giúp ba mẹ giải trí hay là tra tấn ba mẹ bằng giọng hát của mình đây. Đốm sẽ cố gắng hát thật hay để cho ba mẹ nghe. Bác voi Mammoth đang bị bệnh rất là nặng. Hôm nay ba mẹ phải đi thăm bác ấy. Vậy con được phép rủ các bạn tới nhà mình chơi được không ạ? Ừ, được chứ. Các con có thể chơi đồ chơi. Và mẹ cũng đã nấu sẵn cơm cho Đốm ở trong bếp rồi. Ở nhà con phải cẩn thận, không được tự ý cắm các chui điện nghe con. Điện rất là nguy hiểm. Dạ, con biết rồi ạ. Thôi, bây giờ ba mẹ đi đây. Chiều ba mẹ về, con ở nhà ngoan nha. Dạ, ba mẹ đi cẩn thận nha. Các bạn ơi, ba mẹ mình đi vắng rồi. Ba mẹ mình cho phép mình mời các bạn về nhà cùng chơi đó. Nhưng mà nhà bạn có gì vui không? Nhà mình có nhiều đồ chơi lắm, nhiều đồ ăn nữa. Nhà mình đi liền đi. Wow, nhà Đốm mới mua dàn karaoke đúng không? Ừ. Wow, thích quá à. Thôi, mình dừng chơi đồ chơi đi. Rồi mình vừa ăn, mình vừa hát karaoke. Nhưng mà mình không biết cắm dây điện và mở máy. Cắm điện dễ mà, chỉ cần cắm cái chui vào ổ điện là xong. Nè, xong rồi, có sao đâu. Yeah, hát thôi. Ba bà đi bán lợn con, bán luôn bụng bự ham ăn lại lười. Bụng bự la hét trời, khóc than đời về hứa sẽ chăm ngoan. Ốp, bà gái nó sai. Vui ghê. Ủa, bị gì vậy? Không biết nữa, chắc là Đốm nhảy dữ quá nên tuột dây điện rồi. Bị tuột dây rồi nè. Cắm vô lại đi. Đốm ơi, còn có sao không? Hả? Tại bạn tay to đó, tại do bạn nói là cắm điện không sao hết. Giờ Đốm chết rồi nè. Mình chưa chết, điện quả thật rất nguy hiểm. Từ nay mình sẽ nghe theo lời ba mẹ, trẻ em không được tự ý cắm điện nữa. Ngôi nhà đó thật đáng nghi. Nè Đốm, bạn nhìn gì vậy? Thấy ngôi nhà này có đáng nghi không? À, cái ngôi nhà này á là của ông Hà Mã. Cách đây 5 năm á, ông ấy đã chuyển nhà ở cùng với con trai của ổng tới thành phố khác rồi. Sao lại bị bỏ hoang như vậy? Chắc tại không có người ở thì nó bị bỏ hoang vậy thôi. Không đúng. Có thiệt không? Không thể nào. Tối hôm qua mình thấy có một cái bóng người lảng vảng trước ngôi nhà đó. Vậy chắc chắn là người ngoài hành tinh rồi. Buổi tối không có ai dám ra ngoài đâu. Mình nghe người ta nói á, người ngoài hành tinh có phi thuyền. Mà bây giờ làm sao mình tìm phi thuyền đây? Bạn nói to, người ta phát hiện bây giờ. Không ổn, có thể sẽ bị phát hiện. Quay về, mình sẽ có kế hoạch tác chiến lần hai.
Mình đã nói là có ngôi hành tinh ở đây rồi mà. Bạn la to người ta tới mất bây giờ. Thả tôi ra, thả tôi ra. Bác bò vàng, ủa sao bác lại ở đây? Bác hỏi hai đứa mới đúng, làm gì ở trong này, nguy hiểm lắm biết không? Ui da, không phải trong này là nơi ẩn nấp của người ngoài hành tinh hả bác? Ai bảo vậy, đây là nhà của ông Hà Mã mà. Ông Hà Mã chuyển nhà cách đây lâu rồi, vì ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm với vợ ông, cho nên ông không muốn bán. Vì nhớ bà, ông Hà Mã đã về lại ngôi nhà, lát nữa sẽ có người tới dọn dẹp sạch sẽ. Dạ, tụi con biết lỗi, sẽ không dám nữa đâu. Lần sau tò mò cái gì thì phải hỏi người lớn nha, không được tự ý hành động theo ý mình. Nào, lại đây, bác bế hai đứa ra. Con coi tivi vậy là đủ rồi con. Làm cái gì có ít hơn đi chứ. Nhưng hôm nay là chủ nhật mà. Vậy con giúp ba mẹ làm việc nhà nha. Con chỉ thích làm việc gì lớn thôi. Việc nhà nhỏ xíu à, mẹ làm thì tốt hơn con đó. Lý sự dữ ha. Có việc này rất lớn nè Đốm, cả ba và mẹ đều không làm được. Đốm giúp ba mẹ nha. Là việc gì vậy? Con sẵn sàng làm ngay. Nhưng con hứa là phải nỗ lực hết mình. Mẹ tin tưởng vào con đó. Dạ, cứ giao cho con. Vậy bây giờ con đắp đất lên toàn bộ các gốc cây trong vườn giúp ba mẹ đi. Hả? Con một mình đắp đất? Mẹ tin tưởng vào con, việc rất lớn, chỉ có thể là con thôi. Cả ba và mẹ cùng hùa nhau lừa gạt mình. Một thiệt, xúc đất mà là việc lớn. Việc dơ dẫn, vô ích thì có. Lại còn, chỉ có mình con làm được. Nè 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 nè, cẩn thận, có tôi cứu. Tôi mà bị té là anh biết tay tôi đó nha. Nè Vun, anh làm gì mà leo lên cái xẻng của tôi vậy? Anh còn la ái là sao? À, tôi đang mừng việc. Anh tới phá nát công việc của tôi mà còn to giọng cãi chày cãi cối nữa hả? Cái gì? Mừng việc? Cái này mà gọi là làm việc á hả? Mắc cười quá à. Nào anh em, chúng ta tuy nhỏ bé nhưng không thể ai coi thường mình. Anh em, đồng loạt tấn công! Đồng siêu nè, dám nhạo báng người khác hả? Bắn gì mà cũng bắn, dở ẹt. Tục tấn công, không cho đối thủ bỏ chạy. Anh em tấn công. Người ở đâu tới, đã phá hoại công trường của chúng tôi, lại còn chê bai người khác nữa. Tôi không biết là các bạn ở lớp lung tung như vậy là làm việc. Ở trong lớp học dở lắm phải không? Đâu có, tôi học giỏi mà. Giỏi cái quái gì mà kiến thức dung bụi đất để làm đất tơi xốp còn không biết nữa. Thôi, giờ tôi xin lỗi dòng họ nhà Vun ha. Việc gì cũng có giá trị cả. Đốm xúc đất bón vào gốc cây là quan trọng lắm đó. Đúng vậy, tại đốm cuối đò làm chuyện to không à. Dung dung xuất sắc, đã làm cho tên hắc dịch này hiểu ra vấn đề. Tôi sai rồi, sai rồi, bỏ qua nha. Do con ham chơi quá, không chịu lo học hành, thầy giáo mới gọi điện cho mẹ sáng nay nè. Mẹ tức quá, dọn đem hết chơi su su em của con rồi. Con không biết đâu. Sao mẹ không hỏi ý kiến của con chứ? Không chịu đâu, trả đồ chơi và diễn tranh cho con đi. Không có nói nhiều nữa, mẹ đã quyết định rồi, bây giờ là con phải đi học. Con ghét mẹ, mẹ không thương con.
nhà đi rồi. Em lỡ dọn hết đồ chơi và truyện tranh của con để muốn nó học tốt hơn thôi, mà ai ngờ nó bỏ nhà đi rồi. Bây giờ anh với em chia nhau ra đi tìm thằng nhỏ, khi thấy nó thì em phải báo cho anh biết liền, nghe chưa? Sao nó này quen quen vậy ta? Sao giống như mình hồi trước quá vậy? Thôi, em đi ngủ đi. Để anh coi chừng con giùm cho. Anh cứ ngủ trước đi. Con bệnh như vậy thì làm sao mà em yên tâm ngủ được. Vậy anh đi ngủ trước nghe. Đốm của ba mau hết bệnh nghe con. Ủa? Đó là mình hồi nhỏ sao? Con của mẹ mau chóng khỏe mạnh nha con. Nhìn con đau yếu như vậy, mẹ đau lòng lắm. Mẹ mình thương mình như vậy mà mình cứ nghĩ mẹ mình không thương mình. Mình hối hận quá. Anh thấy con mình chưa? Chưa. Cũng tại em mà. Tại em là con mình nó mới bỏ nhà đi. Mẹ ơi! Đâm! Đâm ơi, mẹ xin lỗi con. Con cũng xin lỗi mẹ. Con đi đâu? Con đi đâu mà mẹ tìm con hoài không thấy? Con thương ba mẹ nhất trên đời. Thôi, con nó về là mừng lắm rồi em ơi. Bây giờ con đói rồi phải không? Con vô nhà đi, mẹ nấu cơm cho con ăn nha. Ê, hai bạn chiều nay đi qua khu rừng vui vẻ chơi với mình không? Chỗ nào mà sao nghe lạ quá vậy? Đó là một khu rừng rất đẹp, nơi muôn thú và cây cối sinh sống hòa bình, những cành lá lúc nào cũng hát vang. Nghe vui á, lát ba đứa mình đi đi. Nửa tiếng nữa hẹn ở đây nha. Tới rồi đây, cho xin ít gỗ về bán nha. Cưới đừng hòng chặt phá cây rừng ở đây. Cứ chặt đó thì làm gì được nhau nào. Tới nơi rồi, xin giới thiệu, đây là khu rừng vui vẻ. Nhìn khu rừng có vẻ hơi âm u á. Nhìn vậy thôi, lỡ bên trong đẹp thì sao? Đúng đó, tụi mình vào tham quan đi. Như có gì đó không ổn cho khu rừng này. Mang chạy đi, hắn tới rồi. Chuyện gì vậy chị Mai? Các bạn cũng mau chạy đi. Tiếng động phát ra từ đằng kia. Bọn mình tới kiểm tra xem sao. Nhưng nhớ phải cẩn thận nha mọi người. Đau quá. Dừng lại. Lại thêm một đám cản trở nữa. Về đi mấy nhóc. Chỗ người lớn đang làm việc. Nhưng anh không được đốn hạ cây rừng, đó là phạm pháp. Cái cây này mọc tự nhiên ở đây, ta thích đốn thì đốn, có phải ăn cướp ăn trộm gì của ai đâu. Bộ mấy đứa không biết nước mình là rừng vàng biển bạc hay sao? Cứ khai thác thoải mái thôi. Nhưng nếu sử dụng hoang phí thì sau này sẽ chẳng còn gì nữa đâu. Khu rừng rộng lớn như vậy thì chắc làm sao hết được mà mày đặt nói. Chặt cây này để xác mọc lên thôi. Đánh đường cho ta chặt tiếp đi. Ui da, đau quá. Đau quá. Đừng ơi, giúp chúng con với. Ta đang ở đâu đây? Đây chính là rừng vui vẻ ở tương lai không xa. Trời ơi, sao chuyện này có thể xảy ra? Là do con người khai thác quá mức. Chặt đi một cây chỉ trong một buổi sáng, mà cây mọc lên thì cần tới mấy chục năm. Trời ơi, thì ra việc làm của mình chính là trực tiếp phá hoại thiên nhiên. Ta đi đây, hy vọng các bạn đã học được một bài học về bảo tồn thiên nhiên trước khi quá muộn. Hả? Trở lại hiện tại rồi kìa. Từ nay tôi xin hứa bỏ nghề tiều phu, chuyển qua trồng cây, vừa sống khỏe vừa bảo vệ thiên nhiên nữa. Hứa đó nghe. Hehehehe
trời giận ai mà mưa tối ngày hả? Ê, thì giận con người tàn phá thiên nhiên chứ còn ai nữa. Mưa như vậy thành phố ngập nặng cho mà coi nè. À, trời mưa nữa rồi, chán quá à. Mẹ ơi, có gì bóng bóng mưa quá mẹ. Mẹ ra đây xem nè. Mỗi lần trời mưa là em lại nhớ lại câu hát ru của mẹ anh à. Trời mưa bong bong bập bong, mẹ đi lấy chồng con ở với ai. Còn anh thì nhớ được tấm mưa thỏa thích với anh heo sữa nè, rồi chị thỏ hồng, vui ơi là vui luôn. Nè, các bạn bóng bóng, các bạn đi đâu vậy? Tụi mình đi chạy hội đó Đốm. Đốm có muốn đi không? Đi, đi chứ. Nhưng mình phải làm sao? Đốm cứ nắm tay đi theo mình là được. Wow. À, đã quá, mát dễ sợ luôn. Chào bạn ếch xanh, bạn có đi chạy hội với tụi mình không? Nè bóng bóng, bạn mời người tới đi chảy hội mà sao là ào vậy? Không đợi các bạn ấy đi cùng hả? Đếm ơi, cuộc sống của mình ngắn lắm, không biết khi nào dở tan nữa, làm sao mà đợi được ai? Mưa rơi rơi tí tắc, mưa rơi rơi trên khóm lá xanh. Mình được sinh ra và tan rất nhanh nên mình thấy luôn vui vẻ. Mưa rơi rơi từng con suối nhỏ, em khẽ hát một bài mưa rơi. La 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 la. À, hay thiệt chứ, các bạn nhảy múa đẹp quá à. Em sẽ hát một bài mưa rơi. La 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 la. Chào bông bông, mình sẽ thật vui